Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ vừa tổ chức buổi gặp mặt tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2023. Trong không khí thân tình, gần gũi, cởi mở của buổi gặp mặt, các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2023 của thị trấn Phước Hải đã phát biểu, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong tương lai. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thị trấn đã động viên các quân nhân tham gia các lớp đào tạo nghề để có việc làm, thu nhập ổn định, đồng thời thông tin về các nguồn vốn cho các hội, đoàn thể, địa phương nhận ủy thác để các quân nhân nắm tiếp cận khi có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp. Dịp này, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu đã trao đổi, tư vấn học nghề, giới thiệu về chương trình học, ngành nghề đào tạo, thủ tục xét tuyển và chế độ học phí cho quân nhân xuất ngũ để các em định hướng học tập, tìm việc làm ổn định.